Rồi, chào anh em buổi chiều nha. Xin giao lưu anh em một bờ dúi lục lực nha anh em. Nặng 4 người khiêng nha. Cao quanh ngay chỗ vị trí thước đo đó là 170. Bề rất là lùng lực đó. Liền bề liền cầu, nhì đá nữa nha anh em. Chiều cao 120, hoành tổng 170. Con này trọng lượng nó nặng khoảng tầm là 170kg nha anh em. Đứa dài 101, đớ rộng 101, cao 120, hoành tổng 170. Phô này dốc ngọn rất là đẹp nha anh em, đớ chảy thuần theo đầu con luôn á. Rất là đẹp nha anh em, cây rất là hài hòa cây. Cây nhìn rất là hài hòa cây nha anh em. Những cái vết thầm đen này á, là những cái anh em mà nó đi trước đi đào một người lấy không nổ nha anh em. Là cày đá thì nó bị những cái vết thầm đó, cho con cày là hoàn toàn là mới lấy giờ nha anh em nha. Đó chảy rất là mạnh, rất là lùng lực nha anh em. Đá trong nè, đá nó nhì nó trong lên nè. Rồi, anh em nào thiện chí thì giao lưu nha. Chào anh em.